Vâng, xin chào anh chị và xin kính chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng ạ. Thông tin tích cực là từ ngày hôm nay miền Bắc sẽ ấm hơn vào buổi trưa và chiều do có nắng xuất hiện ạ. Khoảng thời gian rét đậm thì sẽ lùi về đêm và sáng sớm. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời lúc này đang vào khoảng là 16 độ. Đi ngoài đường thì quý vị chúng ta sẽ cảm thấy khá rét đấy ạ. Tuy nhiên đến trưa và chiều nay khi mà có nắng xuất hiện này thì không khí cũng sẽ ấm áp hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay có thể lên mức là 21 độ, tăng khoảng 5 độ so với thời điểm hiện tại. Trời ấm lên nhưng mà quý vị chúng ta cần lưu ý là sẽ khá khô khi mà độ ẩm giảm xuống thấp, có lúc chỉ vào khoảng là 49% mà thôi. Trời hanh khô như vậy thì dễ khiến cho làn da của chúng ta bị bong tróc và nứt nẻ, và thậm chí là có những người còn bị kích ứng, mẩn đỏ, bong da đến rát mặt. Với thời tiết như vậy thì chăm sóc da bằng cách thoa kem dưỡng ẩm thôi thì có lẽ là chưa đủ đâu quý vị ạ. Chúng ta cần phải uống đủ từ 2 đến 2,5 lít nước, ăn thật nhiều rau củ và trái cây để có thể bổ sung thêm vitamin cũng như khoáng chất cho da quý vị nhé. Chúc quý vị chúng ta sẽ có một tuần làm việc thật là hiệu quả và đảm bảo sức khỏe. Còn bây giờ, hãy cùng Hà Linh đến với phần dự báo chi tiết cho một số nơi trên cả nước. Thị xã Sapa, hôm nay trời vẫn rét buốt, buổi sáng có lúc mưa lất phất, nhiệt độ trưa nay không quá 8 độ. Thành phố Hạ Long trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng lên 21 độ, cảm giác đỡ rét hẳn. Thành phố Đà Nẵng ngày đầu tuần vẫn còn những cơn mưa rào bất chợt, trời se lạnh, nhiệt độ không quá 23 độ. Thành phố Hội An hôm nay cũng mưa lạnh, nhiệt độ giữa trưa chỉ 22 độ. Thành phố Đà Lạt vào mùa khô nên trời nắng cả ngày, địa hình cao nên không khí lạnh lạnh, nhiệt độ không quá 22 độ. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng nắng nhiều, giữa trưa và đầu giờ chiều hơi nóng khi nhiệt độ lên cao nhất 33 độ. Thành phố Cà Mau dự báo nắng từ giờ cho đến chiều, nhiệt độ cao nhất 31 độ, chiều tối có thể có mưa rào nhẹ.